Xin được chào mừng quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của Phương Vlog. Mến chúc quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn một ngày mới thật là tốt lành và nhiều sức khỏe. Kính thưa toàn thể quý bà con, cô bác và anh chị, hiện tại Phương đang có mặt tại xã Thạnh Hưng, huyện Dòng Ghiền. Tại đây sẽ diễn ra cái lễ khai mạc đua ghe ngò Nam mở rộng huyện Dòng Ghiền năm 2023 nhân kỷ niệm 63 năm ngày hy sinh anh hùng lực lượng vũ trang Mai Thị Nương. Và giải đấu năm nay thì có 9 ghe tham dự, nghe quá anh chị, gồm có 4 ghe của huyện Dòng Ghiền tỉnh Kiên Giang, 3 ghe của huyện Cò Wow và 2 ghe của Hồng Dân và Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. 9 đội ghe sẽ được chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Ghe tổng quản trong trang phục màu vàng luôn. Vậy tham gia cái giải đấu thì huyện Cò Wow tham gia 3 đội ghe: Sóc Giang Mới của Định An, Cà Nhung của Định Hòa và tổng quản của xã Thới Quảng. Ban tổ chức điều các ghe khích lên phía trên trước khán đài để chuẩn bị làm lễ khai mạc quý bà con cô bác chị. Chuẩn bị cho cái lễ khai mạc, sau kết thúc cái lễ khai mạc diễn ra các trận đấu nha. Tham gia giải đua năm nay gồm có 9 đội ghe được chia làm 3 bảng. Bảng A gồm có Bót Thum, Nha Si Cũ và Sóc Giang Mới. Bảng B gồm có Cái Đuốc Nhỏ, Cây Chôm và Cà Nhung. Và bảng C đó là Thác Lát, Đìa Muồn của Phước Long, tỉnh Bạc Liêu và tổng quản. Ghe Nha Si Cũ của huyện Dòng Ghiền trong trang phục màu cam cả nhà. Như vậy là có 2 ghe trong trang phục màu cam, đó là Nha Si Cũ Dòng Ghiền và Đìa Muồn của huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. ទីកន្លែងនេះវារៈនារីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជនម៉ៃទីនឹងទី12តុលាឆ្នាំ1967 ទី 2 ដែរ ឌីកេណោដើម្បីបានការទិញតកcó dịp gặp gỡ giao lưu tham gia các hoạt động thể thao, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài quyền, góp phần phát triển kinh tế. Các ngày hôm nay, ban tổ chức giải đua ghe ngò Nam mở rộng huyện Dòng Ghiền năm 2023 chỉ đạo các địa phương đơn vị có liên quan long trọng tổ chức khai mạc giải đua ghe ngò Nam mở rộng huyện Dòng Ghiền năm 2023. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị, để tham dự buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng đón tiếp và giúp dự giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về phía đại biểu các huyện, tỉnh bạn, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Hoàng Niêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Sau mặt mất Trương Hoàng Niêm, anh lúc đã thiến trong cách xa về chiến trọng trong Phước Long, Thái Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Sau mặt mất
Trần Văn Ấn, anh Lúc Đã Thiến, kế đã cam mát tình cá về dây dọn sau Phượng Lòng, Thác Bạc Liều. Về phía đại biểu Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, trưởng phòng nghiệp vụ thể thao Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang. Sở Văn hóa Nguyễn Tuấn Anh, Phó Thiến, ca đại gia lai trùng niên cây lá, Ninh Mình Ti Bộ Bạc Thó cây lá, Thác Kiên Giang. Về phía đại biểu lãnh đạo các huyện bạn, xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Trương Minh Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy huyện Gò Vau. Sở Văn hóa Trương Minh Kiên, Anu Lê Thá, kinh nghiệm Kamatika Pháp Sắp Gò Vào. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Dương Kim Hơn, Quỹ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gò Vào. Sở Văn hóa Dương Kim Hơn, Sở Mai Chất, kinh nghiệm Trang Trại Pháp Sắp, Anu Phát Thiến, Tổng Thất Sa, Phía Chí Chuẩn Sắp Gò Vào. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Kim Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gò Vào. Sở Văn hóa Lê Kim Khoa, Anu Phát Thiến, kinh nghiệm Kamatika Pháp Sắp Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Quốc Điện, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đề. Sở Văn hóa Cao Quốc Điện, Anu Lê Khá, Phạm Sóc, Phó Thiến, kế đại cam Mát Cá, Bình Dương Chuẩn, Sóc Châu Đề. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Sa Ma Cung Phật Tạ Sa Việt Nam, Phó Thiến, kế đại song Thiên Thị Phá Phật Tạ Sa Khát Tiên Giang, Cao A Thị Cao Quốc Trời Nhung. Xin được trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Lý Sa Mút, thành viên chính tinh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chủ trì chùa Địa Môn, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Các ông bà chị Lý Sa Mút, Sa Ma Chất, Sọc Mờ Thịa, Sa Phật Ấy, Sa Ma Cống, Phật Tạ Sa Sa Việt Nam, Chào Ma Thị Cao. Xin được trân trọng giới thiệu Thượng Tọa Danh Dỗ, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Hội đồng các sư sãi yêu nước huyện Châu Đề, chủ trì chùa Cây Dương, xã Tam Thạch, huyện Châu Đề. Các tế dự quân danh dỗ, Sa Ma Chất A Chăn Đại Sa Ma Cống Phật Tạ Sa Sa Khai Tiên Giang, Phó Thiến Sa Ma Cống, Phật Sống Sa Mực Ký Sa Chiến Sóc, Chào A Thị Cao Quang Sa Bảo, Khung Bàn Thạch Sóc Dơ Biên. Xin được trân trọng giới thiệu Đại Đức Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng các sư sãi yêu nước huyện Châu Đề, chủ trì chùa Nha Sư Cũ, xã Vĩnh Phú, huyện Châu Đề. Các tế dự quân danh dỗ, Sa Ma Chất Kỳ Đạo Phật Tạ Sa Ma Cống Phật Tạ Sa Sa Khai Tiên Giang, Sa Thị Thái Phía Phạ Chật Tiên Vô Phật. Để chúc cho các đội bên ba mẹ.